Cho em hỏi tóc mình hết sao vậy? Dạ. Cho em hỏi em tóc mình hết sao? Cắt như nào á? Dạ. Em cắt như cũ là vì... xe bát đúng không? Em rút nó lại. Dạ. Bây giờ để con 46 được không? Này chắc em anh đi khung trên xanh hay là muốn đi sát mà cái khung dưới đây nè sát luôn hả? Tóc mẹ anh thưa với cho em đi chắc đi vào vườn thôi nha. Đi sát mình thấy nó không bất hợp với mình trắng quá. Đi sát mình thấy lỏng lỏng bẩn, cứ đi xanh xanh nha. Không biết làm. Hiện tại bên em làm công việc gì? Em làm phục vụ. Phục vụ hả? Nhà hàng á hả? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em 25 rồi. 25 rồi, lớn em mà. Kêu bằng em đây rồi, kêu nữ sinh em. Lớn em 2 tuổi. Nhà em ở đây luôn hả? Không, em ở miền Bắc. Mình có vợ con gì chưa? Chưa. Anh để 64 đi. Để 64. Sáu bốn một bên anh đẩy giúp lên một bên anh đủ xuống thì nó cũng đẹp hơn. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me.